phẩm máy tách hạt, máy tuốt hạt ngô mini hiện bên đang bán phân phối trên thị trường hiện nay. Thì tùy từng nhu cầu của chúng ta, tùy từng mức độ của chúng ta và tùy từng gia đình chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cái mẫu máy cho phù hợp. Ở đây em có hai dòng mẫu máy nhé, một dòng mẫu đó là chúng ta tách từng bắp một và một dòng mẫu là chúng ta tách nhiều bắp một. Thì em cũng giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn có thể nắm bắt được. Thì đầu tiên đó là cái chiếc máy tách hạt mini bên em tách từng bắp một nhé. Các bạn nhìn này, rất là nhỏ. Chúng ta sẽ đút từng bắp ngô này xuống đây nhé. Đây, chúng ta sẽ đút càng nhanh thì cái sản phẩm ngô chúng ta tách được sẽ càng nhanh, và chúng ta đút là chậm tất nhiên rồi nó sẽ là rơi xuống chậm hơn. Đối với cái sản phẩm này thì motor đi theo máy chúng ta sẽ chỉ kết hợp những loại motor tầm độ 500 đến 750 W thôi, tức là dưới một ngựa thì nó sẽ phù hợp với chiếc máy mini này. Như bên em là đã lắp cho quý vị và các bạn là một cái chiếc máy, một cái motor công suất tương đương khoảng tầm độ 480 đến 500 W, thành ra là phù hợp đối với chiếc máy này rồi. Thì sản phẩm bên em đây các bác có thể nhìn thấy nó là hoàn toàn bằng sắt thép nhá, vì vậy nó rất là bền. Chúng ta mà trong quá trình chúng ta sử dụng có vấn đề gì chúng ta có thể là ngay chúng ta chấm các mối hàn vào sửa chữa rất là đơn giản thôi. Motor chúng ta có thể là có motor rồi thì các bác chỉ cần mua cái khung bên em thôi, chiếc máy này thì có thể giao cho quý vị và các bạn rồi. Chúng em sẽ tặng các bác là dây cu loa, bu li đi theo máy. Đấy, các bạn yên tâm nhé. Với sản phẩm này thì em sẽ hướng dẫn sơ qua, ta sẽ cắm điện như bình thường thôi. Giờ chúng ta sẽ đút nguyên liệu vào cái đầu này. Đấy, sau khi trong quá trình mà bắp của chúng ta sẽ va đập ở trong này, có một cái rulo ở trong này thì nó sẽ tách hạt ra ra. Còn nguyên liệu chúng ta sẽ chảy hàng dưới này. Đây. Đấy, hạt ngô chúng ta sau khi tách được sẽ chảy xuống cái máng này. Và còn cái lõi hay còn gọi là cái cùi ngô sẽ đi theo xuống phía dưới này. Còn cái dòng sản phẩm này thì bên em đã đặt tên gọi đó là máy tách hạt ngô mini con chuột. Các bác như thế, các bác sẽ hỏi sản phẩm bên em tách hạt ngô mini con chuột, em sẽ giới thiệu cho bác cái dòng sản phẩm mini này. Còn nếu như nhu cầu của chúng ta mà tách nhiều ngô hay là chúng ta muốn tách ngô cả vỏ, tức là tách ngô liên hoàn đấy, thì chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng cái dòng máy thứ hai, dòng máy to bên cạnh đây. Cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ dùng các loại motor cỡ lớn nhá, ít nhất phải là 1.5 kW. Thì không, các bác cứ dùng cái loại, nếu mà chúng ta tách cả vỏ ra cứ dùng loại 2.2 kW cho bên em. Đấy, thì nó sẽ tách tối ưu hơn, bởi vì chúng ta càng khỏe bao nhiêu thì chúng ta sẽ tách vỏ nó sẽ đơn giản hơn. Đấy, thì cái dòng này thì các bác nhìn đấy, nó cũng toàn bằng sắt thép thôi. Đấy, motor chúng ta sẽ là đặt ở phía dưới này. Đấy, ở đây có các cái đá chờ chân khung sẵn rồi, chúng ta chỉ cần đặt motor đấy thôi. Các bác có thể nhờ bên em là lắp cả motor cũng như là chúng ta chỉ cần mua khung thôi, nó về sử dụng được. Motor khuyến cáo chúng ta nó sử dụng motor các loại, dùng các loại tốc nhanh nhé. Đối với motor tốc chậm chúng ta sẽ dùng các bu ni to để chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái công suất của cái motor lên. Thì cái dòng này thì nguyên lý hoạt động cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đổ nguyên liệu vào cái phễu to này. Khác với loại kia là đổ từng bắp một thì chúng ta sẽ đổ nhiều bắp. Trong quá trình vận hành máy thì ngô của chúng ta sẽ rơi xuống đây và chúng ta sẽ tách được cả vỏ, hay là chúng ta sẽ tuốt vỏ, tuốt hạt của cái đường phễu dưới này. Rất là đơn giản. Nếu các bác mà mua khung máy ở bên em thì các bác sẽ nhận được một cái bu li và một cái dây cu loa và một cái bu li kèm theo cái motor của chúng ta. Tốc nhanh thì sẽ đưa các bác nhanh, tốc chậm là sẽ được bu li to, sẽ đưa các bác bu li to. Đấy, rất là đơn giản đó. Chúng ta dùng cái dòng này chúng ta năng suất rất là cao nhé. Và chúng ta nếu mà tuốt ngô đã bóc vỏ rồi nó rơi vào khoảng tầm 4 tạ đến 6 tạ cho một dòng. Cái điều chỉnh bắp ngô bắp bé thì chúng ta cũng có thể sử dụng để điều chỉnh ở hai cái núm này nhé. Đấy, trong quá trình mà chúng ta trồng ngô ấy, sẽ có những bắp ngô bé chúng ta sẽ điều chỉnh cái núm này cho nó phù hợp, nó tách được các cái hạt bé, những loại bắp ngô bé. Và cái dòng này hiện tại bên em đang bán trên thị trường thì em cũng thông báo luôn, đối với dòng mini tách hạt ngô con chuột này thì sẽ có giá là 1.6 triệu nhé. Còn đối với dòng máy tách hạt ngô to mà các bác lắp motor 2.2 bên em sẽ báo giá đó là 4.300.000. Còn mua khung không sẽ là 2.300.000 nhé. Giá đã bao cước rồi. Thì mọi thông tin đặt hàng thì các bác vui lòng liên hệ cho em.